Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mới đây Tổng Thanh tra Chính phủ đã thông tin về đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra bản án ở một số địa phương. Theo đó, qua công tác thanh tra kiểm tra, các khó khăn vướng mắc tại nhiều dự án đất đai trên địa bàn một số tỉnh thành đã được tổng hợp đưa vào đề án phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các dự án đất đai trong các kết luận thanh tra kiểm tra bản án tại một số tỉnh thành phố. Ví dụ như một số dự án có sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh hay Phúc Sơn trong thời gian qua đã được thanh tra kiểm tra và xử lý, qua đó tạo điều kiện để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế địa phương và tránh lãng phí tài sản nhà nước. Trong thời gian tới, khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành địa phương sẽ triển khai tổ chức thực hiện. Theo ghi nhận, trên địa bàn quận Hà Đông có 13 trên 17 phường được áp dụng chính sách hỗ trợ bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi. Trong khoảng thời gian dài từ năm 2004 đến năm 2016, trên địa bàn quận có 95 dự án được áp dụng chính sách hỗ trợ nói trên, theo các nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, việc chậm trễ giao đất dịch vụ đã dẫn tới nhiều hệ lụy. Được biết, ở thời điểm hiện tại, vẫn còn tới hơn 30% số hộ, tương đương gần 10.000 trường hợp, thuộc diện phải rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nên chưa được giải quyết giao đất dịch vụ theo đề án đã được phê duyệt, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Những trường hợp chưa được giao đất dịch vụ chủ yếu thuộc các phường Yên Nghĩa, Đồng Mai, Kiến Hưng, Dương Nội. Do vậy, trong thời gian tới, các địa phương này cần nhanh chóng giải quyết vướng mắc tồn đọng để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Cùng với loạt bài phản ánh của Đài Hà Nội về thực trạng tăng giá phi lý của chung cư trong thời gian qua, mới đây Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào cuộc để báo cáo tình trạng thổi giá này. Như vậy có thể thấy rằng trong thời gian tới, giá chung cư tại Hà Nội sẽ có sự điều chỉnh nhất định. Theo đó, trước những động thái quyết liệt của các ngành chức năng nhằm ngăn chặn hành vi thổi giá của một bộ phận môi giới, đơn vị phân phối sản phẩm, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực thi các luật, văn bản dưới luật về thị trường bất động sản, dự báo giá chung cư Hà Nội sẽ có điều chỉnh, nhưng sự điều chỉnh này không thể nhanh chóng trong một sớm một chiều, mà cần phải có thời gian để các chính sách được thẩm thấu. Do vậy, cần có sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước và các chủ thể tham gia trên thị trường. Ngoài ra, việc giá bất động sản tăng có dấu hiệu tác động tạo thông tin nhiễu loạn từ nhóm đầu cơ, tạo cung cầu ảo để đẩy giá trên thị trường mua đi bán lại. Tuy nhiên, trên thực tế khó có thể xác định và xử lý hành vi đầu cơ thổi giá chung cư. Vì vậy, khách hàng và nhà đầu tư cần phải tỉnh táo, tuyệt đối không lao theo cơn sốt phong trào đám đông. Thời gian qua, giá bất động sản tăng phi lý, đặc biệt là chung cư, đã có mức giá ảo gây nên tâm lý hoang mang cho nhiều người và khiến thị trường bất động sản bất ổn. Hệ lụy này đến từ việc thị trường thiếu nguồn cung nhà giá rẻ, trong khi lượng tồn kho phân khúc chung và cao cấp còn nhiều, khiến nhiều môi giới tung tin thổi giá nhằm thoát được hàng. Do vậy, khi nhu cầu tìm mua ở thực vẫn luôn ở mức cao, cần phải khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu, đảm bảo nguồn cung phù hợp. Quý 1 năm 2024, 10 dự án hoàn thành với quy mô hơn 4.700 căn, bằng 34,48% so với quý 4 năm 2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023. 19 dự án được cấp phép mới, quy mô gần 9.800 căn, bằng 95% so với quý 4 năm 2023 và bằng 111,76% so với cùng kỳ năm 2023. Từ những con số trên có thể thấy rằng, sau những chính sách điều hành của chính phủ, nguồn cung về bất động sản đang dần được tháo gỡ. Và thời gian tới, quỹ nhà ở vừa túi tiền sẽ không thiếu. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở giá rẻ, nhà cho người thu nhập thấp đã phản ánh một thực trạng lệch pha cung cầu. Điều này là một trong những nguyên nhân khiến giá nhà tăng cao phi lý trong thời gian vừa qua, đặc biệt là ở khu vực nội thành Hà Nội, và cũng góp phần làm thay đổi xu hướng tìm mua nhà của nhiều người có nhu cầu ở thực. Thay vì chú trọng tìm các sản phẩm chung cư trong nội thành, gần trung tâm, tiện việc đi lại, thì nay nhiều người mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực xa trung tâm. Trước đây tôi sống ở bên nội thành. Thật ra thì cái không gian sống ấy, nó cũng rất là quan trọng. Ở bên này là tôi thấy quận Long Biên nó phát triển rất là mạnh. Nó cũng không thiếu cái gì cả, nó rất là đầy đủ, thậm chí nó còn tiện ích hơn ở bên nội thành, bọn tôi phải đi rất là chen chúc chật chội người đông. Theo số liệu mới đây được Bộ Xây dựng công bố, trong quý 1 vừa qua, riêng phân khúc chung cư có lượng tồn kho khoảng 3.706 căn. Như vậy, nơi thừa vẫn thừa, nơi thiếu cứ thiếu.
có thể thấy rằng lượng tồn kho chủ yếu đến từ phân khúc trung và cao cấp, còn phân khúc nhà giá rẻ từ lâu đã gần như vắng bóng trên thị trường. Như vậy, một lần nữa khẳng định nguồn cung nhà giá rẻ đang thiếu hụt. Cơ cấu sản phẩm nó còn chưa hợp lý. Chúng ta thấy là cái cán cân giữa nhà ở phù hợp với những cái người thu nhập thấp hay là những người công nhân thì chúng ta thấy vẫn còn ít, mà nhà ở cái phân khúc cho những người có thu nhập cao thì vẫn còn nhiều hơn. Việc thiếu hụt nhà giá rẻ nhưng dư thừa nhà trung và cao cấp còn tạo điều kiện để một bộ phận môi giới bất động sản tung tin ảo, gây nhiễu loạn thị trường nhằm thiết lập mặt bằng giá mới cao phi lý. Để thị trường ổn định bền vững, không gây sốt giá, tạo bong bóng như trước đây, Bộ Xây dựng đã vào cuộc và yêu cầu doanh nghiệp cần cơ cấu lại nguồn cung sản phẩm. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp phép, phê duyệt dự án, tăng nguồn cung cho thị trường. Chúng tôi cũng đang viết được cái quy trình để triển khai dự án ở trong các nghị định, thì mới liệt kê ra mới thấy là có rất là nhiều bước, liên quan đến rất nhiều luật, liên quan đến rất nhiều kể cả từ bộ lẫn địa phương, rồi bản thân giữa các bộ với nhau để triển khai một cái dự án từ bước chuẩn bị đầu tư đến mà bàn giao đưa vào người sử dụng. Thì đấy, chúng tôi cho rằng là bản thân như vậy cũng phải điều chỉnh. Bản thân các doanh nghiệp cũng phải tái cơ cấu, phân bổ các cái sản phẩm cho nó phù hợp, rồi là giảm giá thành, rồi là cũng phải có những dự án là phải dừng, có những dự án để tập trung để triển khai. Để giải bài toán nguồn cung, bên cạnh việc ban hành các cơ chế chính sách, các ngành chức năng cũng cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ động điều tiết nguồn cung bằng cách sử dụng hiệu quả công cụ lập, điều chỉnh quy hoạch, bố trí thêm quỹ đất sạch giúp các nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội ngay khi lập quy hoạch, sớm thông qua đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác để thúc đẩy nguồn cung căn hộ. Để góp phần giải bài toán nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư. Cụ thể đối với cá nhân đối tượng được vay vốn là người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. Đối với đối tượng là chủ đầu tư, dự án phải có trong danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại khu công nghiệp, cải tạo, xây dựng lại chung cư do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố và phải đảm bảo các điều kiện sau. Được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở. Đã được lựa chọn là chủ đầu tư dự án theo pháp luật về nhà ở. Đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về quy chế phối hợp giữa sở, ngành và các quận huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội và chế độ hậu kiểm. Theo đó, các sở xây dựng, tư pháp, sở tài nguyên và môi trường, cục thuế thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẽ phối hợp cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, kiểm tra xác định đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, hoàn chỉnh dữ liệu về đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, công chứng về nhà ở, quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở, dữ liệu thuế thu nhập cá nhân, chế độ liên thông, chia sẻ dữ liệu. Công tác kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ các trường hợp sai quy định, đồng thời rà soát kiến nghị sửa đổi bổ sung các biểu mẫu xác nhận còn chồng chéo hoặc không phù hợp với thực tiễn. Theo thống kê, tính đến ngày 28 tháng 2, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt hơn 303.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán cho thuê đạt hơn 121.000 tỷ đồng. Cho vay mua quyền sử dụng đất đạt gần 80.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác đạt hơn 384.000 tỷ đồng.
Có thể thấy từ đầu năm 2023 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong cung ứng tín dụng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng, tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế nói chung, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Trong năm 2024, có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu đáo hạn được chia thành 3 nhóm, rất khó khăn trong việc trả nợ, có khả năng gặp khó khăn trả nợ và các doanh nghiệp còn lại. Theo phân loại trên, có 3 doanh nghiệp rất khó khăn trong việc trả nợ, âm vốn chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Nhật Quang, Công ty Cổ phần Đầu tư Smart Dragon. 18 doanh nghiệp có khả năng gặp khó khăn trả nợ. Đây là những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ và hệ số nợ vốn chủ sở hữu từ 3 lần trở lên. Còn lại nhóm 3 có 71 doanh nghiệp. Đến đây thì thời lượng của bản tin ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.